Chương trình xin chuyển sang một số tin tức khác. Thực hiện xây dựng chính quyền điện tử đến chính quyền số, hiện nay tổng số giao dịch thông qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh hơn 200.000 giao dịch. Tỉnh đã cung cấp hơn 800 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trên 400 dịch vụ công trực tuyến một phần và giải quyết hơn 35.000 hồ sơ trong tổng số gần 163.000 hồ sơ trực tuyến toàn trình thông qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị triển khai ứng dụng trợ lý ảo, hỗ trợ giải đáp, tự động phục vụ người dân và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng các phần mềm chuyên ngành theo từng bộ ngành từ trung ương đến địa phương, ứng dụng Zalo để thực hiện tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành, các thông tin về kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh nhanh chóng, hiệu quả.